ly bia nha. Cái này rất là dễ thương bởi vì mình có thể tự phục vụ cho bản thân mình. Ở trong này có hai loại cider và hai loại bia. Không biết mình bưng như vậy rồi có ai ngóc mắt mình vô kêu mình phục vụ luôn như trời. Nãy bốn cái hả? Bốn đi hả? Bốn đi, bốn loại khác nhau. Bây giờ thử từ nhẹ đến nặng. Cái này cider là cái gì ta? Là cái bia có được cái cây gì đó. Gì đắng. Nhẹ đến nặng đi ha. Dạ, từ nhẹ đến nặng. Táo. Mình thử nha. Dạ. Mùi thật mùi gì nè. Nó cũng giống như mùi táo ống mùi no vậy. Cái này nó giống như là nước cái cây có ga vậy đó. Yeah. Ủa mà sao bia nó uống sao giống mùi vang đỏ quá. Nó mơ một chút xíu ngoài ngoài. Ủa cái này giống bánh trắng. Đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Cái màu vậy mà nó giống bánh trắng. Giống bánh trắng, y chang uống bánh trắng nha. Là cứ như là nó sẽ động vật hơn là bia. Bia nó sẽ nhẹ, còn này nó nặng bằng này nó giống một chút bắp rồi đó. Nặng bằng quan trắng rồi đó. Cái này mới là hương vị bia nè. Cái này mới là hương vị bia. Còn hai cái này là hương vị của quan trắng. Giống như bia hơi Việt Nam mình ha. Đúng rồi, quan trắng này giống như quan trắng. Cái này nè. Cái này. À. Cái này bia giống là bia tiệp á. Bia Đức á. Đúng rồi. Đúng rồi. Bia tiệp bia Đức á, nó kiểu này nè. Nhưng mà hai cái này á thì nó giống rượu vang. Ngon nhưng mà nó giống như rượu vang trắng vậy đó. Giống như champagne. Champagne. Vậy mình mới biết được cái sách rượu mới chứ. Đúng không? Bây giờ nuốt xong xuôi lúc đầu. Đúng 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 đó. Hồi nãy mình uống mình không thấy. Em nuốt một chút xíu được cái hồ cái muỗng cái vị nó. Đúng không? Cái mùi cà phê nó bốc lên đó. Đó. Cái vị nó bây giờ nó mới ngấm. Cà phê tỉnh thủ cái này nó không có tỉnh. Tỉnh thủ nó sẽ